Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Xe Tải Lội. Mình là Ngọc Thành đến từ công ty xuất khẩu ô tô Tedo. Và hôm nay đây thì mình đem đây một cái dòng xe sản phẩm thuộc phân khúc xe tải đi phố. Mọi người nhìn cái xe này chắc hẳn mọi người thấy rất là quen đúng không ạ? Đây là chiếc xe Đông Ben của nhà máy Đông Ben ấy. Và chiếc xe này thì hiện tại là đang là một chiếc xe tồn của đời 2020 chứ không phải đời 2021 nữa. Vì để nhận biết ấy, hai chiếc xe đời 2020 và 2021 ấy thì mọi người để ý cái vẻ bề ngoài nó chỉ khác nhau mỗi đó là về cái phần logo của xe thôi. Ở năm 2021 ấy thì logo đó là chữ SRM, tức là nhà máy Shinrei Motor. Thì còn ở đời 2020 ấy thì logo của xe ấy là hình chữ phi, kiểu logo của Đông Phen ấy. Đấy. Nhìn rất là quen thuộc. Còn về phần ngoại thất thì hầu như là nó vẫn giữ nguyên y xì so với cả năm 2021. Chỉ khác mỗi cái logo và cái phần tacky của xe thôi. Và hôm nay tại sao tôi lại mang chiếc xe này ra đây để quay cho mọi người thì mọi người có thể thấy là những chiếc xe ấy của đời 2018 2019 trước đây thì nó có cái tải trọng của nó là 950 kg, cho nên là khi mà mình đi vào trong phố ở cái thời điểm hiện tại ấy thì chắc chắn là sẽ bị cấm không được đi, vì như là theo như cái thông tư 54 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 của năm 2020 thì bất kỳ cái chiếc xe là có cái tải trọng lớn hơn 950 kg thì đều bị cấm hết ở tất cả con phố ở khu vực Hà Nội. Cho nên là rất nhiều bác tài khi mà mình đã mua những cái dòng xe từ đời 2018, 2019 ấy thì hầu như là đều phải xử lý một bước, đó là phải đi hạ tải của xe. Đấy thì mình mới tiếp tục được phép là lưu hành trên phố. Chính vì thế nên là từ năm 2020 ấy, đầu năm 2020 thì nhà máy đã bắt đầu cho ra những cái phiên bản như thế này rồi. Đó là những chiếc xe tải Đông Ben có cái tải trọng là 930 kg. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì cái phiên bản này nó cũng đã trở lên lỗi thời rồi. Và hiện tại thì ở công ty chúng tôi đang bán những cái dòng xe SRM X30. Thì đây là một chiếc xe mà hiện tại là ở công ty Tedo của chúng tôi, nó đang bị tồn. Cho nên là chúng tôi đang bán với giá thanh lý, nó cực sốc. Nên mọi người nếu mà cần quan tâm đến chiếc xe này ấy thì mọi người hãy nhấc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số điện thoại là tôi để dưới màn hình. Đấy, còn bây giờ thì tôi sẽ đi review lại chiếc xe này để cho những cái bác tài nào mà đang có nhu cầu tìm hiểu về xe tải van mà chưa biết đến cái dòng xe này ấy, thì có thể có một cái nhìn bao quát nhất về xe nhá. Thì cái chiều dài tổng thể của xe này là 4m2, chiều rộng là 1m75 và chiều cao là 1m95. Với cái kích thước như này ấy, thì nó rất là phù hợp để mình có thể là di chuyển trong những cái con phố đông đúc, chật hẹp và nhiều đèn đỏ. Đấy, máy nó là 1.5 nhá, máy sử dụng công nghệ máy là máy DOHC, công nghệ của Đức, dung tích là 1.5 này. Sử dụng công nghệ phun xăng điện tử common range, cho nên là cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu của nó ấy, nó chỉ ở mức khoảng tầm 7-7,3 lít xăng trên 100 km thôi. Đấy là tôi đã tính đến cái trường hợp mà mọi người di chuyển trong phố này, phải dừng đèn đỏ này, bật điều hòa này và chở đủ tải nhá. Còn nếu mà mọi người không đi ở trong phố, đi đường bằng mà chở ít hàng ấy, không bật điều hòa ấy, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ trong khoảng từ 6,2-6,5 lít thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và toàn bộ cái hệ thống lốp của xe ấy thì mọi người có thể nhìn thấy là nó sử dụng hệ thống lốp Kaosumina nhé. Tất cả các dòng xe của Đông Ben thì hầu như là đều sử dụng hệ thống lốp là lốp của Kaosumina. Ở cái con này thì lốp nó là lốp không xăm thôi. Lốp không xăm thì nó có một cái ưu điểm là thứ nhất là nó rất là êm. Thứ hai nữa là khi mà không may mình di chuyển ấy ở trên phố này hay là đi chạy trên cao tốc mà mình bị dính đinh ấy thì mình có thể là tiếp tục di chuyển để mình đi đến những cái showroom gần nhất để mình có thể sửa chữa. Đấy, không như những cái dòng xe mà sử dụng lốp có xăm thì khi mà bị đâm vào đinh ấy thì chắc chắn là mình phải gọi cứu trợ ngay lập tức ở đấy rồi. Phanh trước thì sử dụng là phanh đĩa nhá, phanh sau là sử dụng phanh tăng trống, cũng giống như là kiểu thiết kế của những dòng xe con. Kích thước khoang hàng của chiếc xe này nhá, được cái là chiếc xe này nó có một cái kích thước khoang hàng khá là lớn. Đấy, với cái chiều dài của khoang hàng lên đến là 2,2m, chiều rộng là 1,4m và chiều cao là 1,3m. Thì tất cả thể tích khoang hàng này nó lên đến là 4,5 m3. Vì vậy mà mọi người có thể là chở được nhiều hàng hơn trong một chuyến này. Từ đấy mà mình có thể là tiết kiệm được tiền, cũng là tiết kiệm được xăng và công sức khi mà mình vận chuyển hàng hóa. Với một cái chiếc thùng có cái thể tích lên là 4,5 m3, có thể nói nó là một ông vua trong tất cả những dòng xe tải van nhỏ chở hàng ở Nội Đô. Vì cái khoang hàng này là lớn nhất ở trong tất cả cái phân khúc rồi. Từ Suzuki này, Howler này, hay là 05m của Timothy ấy, thì đều có cái khoang hàng nó nhỏ hơn con này rất là nhiều. Và thiết kế của một con xe tải van chở hàng ấy thì thông thường nó sẽ có hai cánh cửa ở hai bên này. Đấy, tôi sẽ mở cánh cửa ra.
Đây đây là hai cánh cửa hai bên và một cánh cửa đằng sau thì sẽ giúp chúng ta thuận tiện hơn trong cái quá trình vận chuyển hàng hóa nhá. Đấy, vì con này là con xe tải van chở hàng ấy, cho nên là nó cũng cần có một cái mặt sàn của xe khá là tốt ấy, thì mình mà có thể là kéo hàng hóa này và thậm chí là những cái bác tài nào mà cẩu thả hơn một chút ấy, thì mình có thể là quăng quật hàng hóa. Đấy là nói một cách thực sự là rất là nhiều bác tài sẽ quăng quật hàng hóa của mình. Thì chiếc sàn này của nó sẽ có 3 lớp. Thứ nhất đó là lớp sàn nguyên bản này, thứ hai là một lớp cao su ở giữa, sau đó là cuối cùng là một cái lớp nhôm nhám ở bên trên đây. Thì mọi người có thể thấy là với một cái kết cấu cái sàn như này thì mọi người có thể là quăng quật hàng hóa, thậm chí là làm gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào hỏng được. Đấy. Còn về tổng quan thì về cái phần dưới lòng thùng này thì nó không được trang trí nhiều vì mục đích chính là chở hàng, cho nên là mình chỉ cần thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là sử dụng được lâu, đúng không ạ? Đấy. Còn trong những trường hợp mà khách hàng mua xe về làm những cái mục đích khác ấy, thì mình có thể là độ thêm về phần ốp ốp trần này, hoặc là dán thêm những cái phần vân gỗ ở đằng trong vách thùng này nữa, thì cái chiếc thùng này tôi đảm bảo là nó sẽ trở nên rất là lung linh. Đấy, và những cái mục đích như vậy ấy, thì chỉ sử dụng cho những người mà thích đi du lịch này, hay là thích chở để sử dụng xe này để làm những cái dịch vụ về đồ ăn uống hay là những cái dịch vụ khác ấy, thì mình mới cần là trang trí thêm về phần thùng thôi. Còn với khách hàng mà chủ yếu là để chở hàng thì quan trọng nhất là cái phần sàn này. Đấy. Ở chiếc xe này là bên tôi đang tồn, là nó đời 2020. Vì chính vì vậy ấy, cho nên là cái phần vách của nó đây, mọi người thì nhìn thấy là nó vẫn là kết cấu theo kiểu là khung khung inox thôi, chứ nó chưa là phách kín. Đấy. Cái điều này thì nó sẽ có một cái là khi mà mình bật điều hòa thì toàn bộ gần cái lượng không khí mát ấy nó sẽ đi xuống cái phần bên dưới khoang hàng nữa, cho nên là mình sẽ bị mất thêm một chút công suất cho cái phần điều hòa xuống khoang dưới này. Chính vì thế mà sẽ bị thứ nhất là tốn xăng hơn, thứ hai là về cái phần cái cảm nhận của bác tài ở bên trên ấy nó sẽ không mát bằng khi mà mình có một cái vách kín đây. Nhưng mà bên tôi thì cũng sẽ hoàn toàn hỗ trợ được mọi người về cái việc là tạo ra một chiếc vách kín này, nó cực kỳ đơn giản thôi, bởi vì bên tôi có xưởng đấy. Mời mọi người đi ra đằng sau để tôi giới thiệu về cái phần cánh cửa sau nhé. Cánh cửa sau này nó hơi đặc biệt, nó rất là giống với một chiếc xe con. Đấy là cái phần cánh cửa mà bên tôi đã mở ra rồi. Đây tôi sẽ đóng lại và tôi sẽ giới thiệu cái cách mở. Đây, ở phần đằng sau cửa thì nó cũng được trang bị là đèn này, và đặc biệt là ở phần bên trên đây có một tấm kính để mình có thể là quan sát ra cả phía đằng sau nữa. Đấy, xe này thì chưa được lắp camera lùi cho nên là nó chưa có phần mắt camera ở đằng sau. Đấy. Và có cái phần khóa cửa ở đây, khi mà mình đóng cửa vào thì mình khóa vào ấy thì mình sẽ không mở nữa. Còn bình thường mình đóng vào ấy thì mình chưa khóa thì mình cần dùng một động tác duy nhất, đó là lẩy cái lẫy ở phía đằng dưới này, sau đó là kéo nhẹ lên và thải ra. Đấy, mọi người thấy có xịn không? Thực ra nó có cái kết cấu rất đơn giản thôi. Đây ạ, nguyên nhân là do hai phần ti thủy lực ở trong đây. Nó khi mà mình kéo ra một khoảng cách nhất định ấy, thì hai ti này sẽ lập tức là nó sẽ đẩy phần cánh cửa lên và nó sẽ giữ ở vị trí như này. Mời anh quay một vòng quanh cái thùng ở đây để mọi người có thể trải nghiệm được. Đây, cái lớp thùng đây nó rất là dày, một lớp cao su này, một lớp nhôm nhám này, và cuối cùng mới là lớp sàn nguyên bản của xe. Và đây là khoang cabin của chiếc xe tải Dominic 30 đời 2020 nhá. Mọi người có thể nhìn thấy là thứ nhất đầu tiên ấy là nó có một cái không gian khá là rộng rãi và thoải mái. Thứ hai nữa là thiết kế ghế theo kiểu form dáng ôm người và có thể là di chuyển linh hoạt. Đấy, thì nó sẽ giúp là phù hợp hơn đối với cả từng vóc dáng của mỗi người khác nhau thì nó sẽ phù hợp. Đấy. Và tất nhiên là trên xe ấy thì sản xuất năm 2020 nhưng mà nó cũng đã được trang bị đầy đủ. Thứ nhất là vô lăng trợ lực lái nhá. Đấy. Thứ hai là kính điện này. Kính chỉ lệnh auto, còi đa điểm nhá. Đấy, và điều hòa hai chiều. Dung tích xe là 1.5 cho nên là điều hòa hai chiều cực mát luôn. Thiết kế vẫn đầy đủ các cái hốc để đồ này. Và một số cái để cốc nước ở phía dưới này. Đấy, rất là thuận tiện và đầy đủ tiện nghi rồi. Và đặc biệt là nó cũng đã được trang bị sẵn một chiếc khóa điện. Đây ạ. Đấy, cái khóa điện này nắp ở ngoài không rẻ đâu nhá. Mà hơn nữa là đây là khóa điện của hãng cho nên là nó sẽ có độ bền tương đối ổn. Đấy. Nếu mà mọi người không tin ấy thì hãy hỏi những người mà đã từng trải nghiệm xe tải Dominic 30 này thì mọi người sẽ biết được là cái độ bền của chiếc khóa điện này nó như thế nào, rồi mình có quăng quật như nào nó không thể nào hỏng được. À, với một chiếc xe tồn như này ấy thì chắc hẳn là mọi người đang rất là thắc mắc là nó sẽ có giá như nào, đúng không? Một chiếc xe tồn mà trang bị thứ nhất là vô lăng trợ lực lái này,
kính điện auto này, điều hòa hai chiều theo xe này, và đặc biệt là có một cái khoang hàng lên đến là 4,5 mét khối. Có thêm cả một chiếc khóa điện nữa. Thì mọi người không biết đang thắc mắc là nó sẽ có một giá như nào đúng không ạ? À, mọi người chỉ cần bỏ ra 230 triệu thôi, đúng 230 triệu thì mọi người sẽ sở hữu được ngay chiếc xe này. Đấy, tôi không nói đùa đâu, mọi người hãy nhấc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số hotline mà tôi để dưới góc màn hình nhá. Xin cảm ơn mọi người nào đã theo dõi hết cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.